Đây là mô hình lúa sử dụng thiết bị bay không người lái để áp dụng trong các khâu gieo giống, giải phân, phun thuốc bảo vệ thực vật. Những công việc mà trước đây từ tay người nông dân phải làm cho thấy hiệu quả hơn hẳn sản xuất thông thường. Nếu như một sào mà nguyên công gieo mạ tôi đã thấy giảm được mấy công rồi. Đấy, nếu mà mình gieo bằng cái phương thức bây giờ mình đang làm truyền thống thì nó vất vả nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ nhá, tôi thì ủ thóc cái là cho lên máy là xong luôn. Đấy, đã giảm nhá. Thì xong cái vấn đề thứ hai là cấy là cũng nhanh. Chỉ trong vòng vài phút cái là đã xong rồi. Đấy, đã là giảm rồi. Cái thứ ba nữa là người dân là không bị ô nhiễm môi trường, là không phải phát bình xuống sông. Đấy, tôi đã thấy đã là có quá hiệu quả rồi. Chúng ta đã biết là thế này là làm tốt rồi. Thế bà con có một cái nhu cầu làm thế nào để chuyển đổi được cái cơ chế thật khẩn trương cho bà con nó đỡ vất vả. Theo tính toán, hiệu suất làm việc của một máy bay trên 1 hecta tương đương với 28 nhân công phun thuốc, tiết kiệm trên 60% chi phí thuê nhân công, 20% lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra sản xuất